Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Vang Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
quy của cô dâu và cha rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa toàn thể quý vị, đúng thật là cây trăm cành thì cũng về một cùi, nước ngàn sông cũng hội một dòng, dấu ai lánh đục tìm chồng, anh đã yêu em xin nguyện ngàn năm chẳng rời. Để rồi sự thật đây rồi, hai bạn ơi, hai bạn bên nhau suốt cuộc đời. Hội hôn chúng tôi rất phấn khởi, chúc cho hai bạn sống vui tươi. Mà lại yêu nhau là phải đắm phải say, yêu nhau là phải đời đất long trời. Đừng như con bướm động rồi lại bay, do vậy anh nắm đấy tay, nhưng anh không nắm mà ôm ngay cái đầu. Hai bạn tình cảm âu sầu, để cho năm tháng dãi dầu bên nhau. Giờ đây anh trước em sau, để cho hành họ xe duyên trọn đời. Toàn thể cô dì chú bác đã được long trọng kính mời về đây để chúc mừng cho hai bạn trọn đời ái ân. Dạ vâng, hôm nay ngày thật đẹp, tháng thật đành, Chủ nhật ngày 9 tháng 7 năm 2023, tức ngày 22 tháng 5 năm Quý Mão, được sự thống nhất của chính quyền địa phương, đồng tình của lại gia đình, nhất trí cao của cô dâu và chú rể. Có lẽ ban tổ chức chúng tôi không để toàn thể quý vị phải chờ thêm giây phút nào nữa. Tơ hồng thắm được từ đây, lại đế phu quy của cô dâu Kiều Anh sẵn duyên cùng chú rể Văn Tiền Kiều Anh xin phép được bắt đầu. Đổ chào cái này thật lớn quý vị ơi. Dành cho cô dâu và chàng rể cũng như đại gia đình chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, và có thể nói để chính thức khai mạc đại lễ phu quy trong buổi trưa ngày hôm nay, và cô dâu và chàng rể đã chính thức nên duyên vợ chồng, đẹp duyên đôi đứa, đẹp lòng mẹ cha. Kính chúc cho toàn thể hai nhà đời đời bền chặt, mãi mãi bền lâu. Và ngay sau đây xin mời hai em hãy tiến về phía trước một bước và trao cho nhau chiếc nhẫn tình yêu kỷ vật đầu đời. Xin mời. Vâng, chú rể Văn Tiền ơi, ngày xưa yêu cô dâu chỉ là tình bạn, dần dần trở thành tình yêu, và ngày hôm nay chính thức trở thành vợ chồng. Và để tỏ lòng cảm ơn cũng như tỏ lòng kính thương, yêu mến đến người vợ của mình, em có thể thể hiện một hành động ý nghĩa nào đó, hãy quỳ gối trái hoặc gối phải của mình để trao chiếc nhẫn tình yêu kỳ vật cho người vợ của mình được không ạ? Xin mời em ạ. Dạ vâng, nhẫn này là nhẫn vàng cau, mà đôi ta giữ mãi thì bền đâu suốt đời. Ngày xưa nhẫn cỏ trao em, ngày nay bàng bạc chất đầy người em. Nhẫn này vừa mới bóc tem, vàng vốn số 9 đính kèm kim cương. Dạ vâng, rất là tuyệt vời đúng không toàn thể quý vị. Và ngay sau đây xin mời chú rể hãy đứng dậy, và cô dâu Kiều Anh hãy trao chiếc nhẫn tình yêu kỳ vật đầu đời cho người chồng đứng yêu quý của mình. Xin mời. Tôi không biết nó cầm đi, người nhắn nói nhắn lại hồi có mẹ cửa cấy, hồi lấy mẹ cửa mù, hồi có túi ra kìm thầu. Dạ vâng, xin mời hai em hãy giữ nguyên vị trí ạ. Ngày xưa đi qua nhà, đứt qua nhau chỉ là tình bạn, dần dần trở thành tình yêu, và ngày hôm nay chính thức trở thành vợ chồng. Và ngay sau đây chú rể, đương kim chú rể Văn Tiền ơi, em hãy thể hiện sức mạnh tình yêu của mình, hãy chuyển từ tình bạn sang tình yêu, chuyển từ tình yêu sang tình nghĩa vợ chồng được không? Hãy quay mặt vào và ôm lấy người vợ của mình đi nào. Giáo dần trước thế nào? Chưa trở thành quý vị thôi, anh đổ một tràng tay cho chú rể xem nào. Dạ vâng, hành động đi chú rể ơi. Ôm đi nào, ôm đi nào. Đã bảo không có ta ôm không ta. Dạ vâng, rất là tuyệt vời. Xin mời hai em hãy trở lại vị trí cũ của mình ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay em xin mong hương rất là được vinh dự được thay mặt trở lại gia đình đỡ đời cho cô dâu và chàng rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, cũng có đôi đời phát biểu bằng tiếng Thái để gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị khách quý. Một lần nữa là không quản ngại đường xá xa xôi với chút thời gian ngọc vàng của mình để trở lại đây để chúc vui cùng gia đình. Chấm ơn tên đài bò mè tì lòng ải êm mưng y vùng thần cằn cò trắng khét phùa bánh mắt tầm kèn xót mưa ông mà tăng cá ni tên trứng phùa mía số nén còn nắm đìa nếu chuốt cần mà hiến tàu tề na xuống mưng men ba sòng lán bánh láng sùm chọc sữa sùm cuồi sùm láng khầu xuống son non hồng mòn nghiêng khách đi giàn tang dao đất cày bứng cuông
bằng khăn kiếm của mắt nặng mằn sồn tay bách đụng tính sòng âu na lại mua bàn bỗ mỏng chù lưỡi sờ hào thuốc nhọc kình đào lao sắm đầu bắt tàng ngươn phấn đụng bánh cá sòng tuần chữ in cây phú phúc tàn nhua bay bùn tàn có cầu anh ta có chiếc cốt chờ lúc cái bài chờ tà tập tứ lại khâu ai hạt trầu quầy bàn quầy có bé lành ầu nơ bánh sườn cười nhé tính tứ lặng nà sổ tàu mè kén bà bó dương đại thứ bắt cùng tám người cốt trầu mướng ý lại viện mướng mẫu kề viện mẫu kề ba bay há ủng có tầm và có biển sầu ngưng cái mà sầu cắm mướn in hà đục bánh in cây dương kế thầu họp hỏi sát của mó chiềng mấy đứa xuống mấy mẹ nữa biết cái lòng chủ đồi phù mía là nào sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con kết nối chương trình ban tổ chức xin được trân trọng kính mời và trở lại sự thảo tình yêu của bà nội của chú rể cũng có một món quà đặc biệt ý nghĩa để dành tặng cho hai con hai cháu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Cười dương trái đủ là sáng bà pha phấn cùng thiền hà dài bé tinh phồn tục chích sò ơn cùng êm phú tành chọc xí phồn xài ơn cùng ai phú may chọc há phồn đinh ơn cùng êm phú tành quấy đình văn chưa mải tùng bàn hó cùng đủ chưa bền tên phú đường tề na sư mơ